Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Thuga TV. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ làm một thử thách, đó là ngô siêu cay. Đây là ngô Mỹ các bạn ạ. Chúng tôi vừa đi mua ở siêu thị về. Đây là sa tế này, sa tế cay của Thuận Phát. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ thử làm món ngô siêu cay để thử xem thằng em Quyết nó chịu đựng được sức cay như thế nào anh em nhé. Anh okay em vào luôn. Để chế biến món ngô siêu cay nhé. Đây, cho chú ớt thoải mái luôn. Tương alo. Đấy nhỉ. Sa tế. Bà lấy thêm lọc tương ớt ra đây. Này sợ hơi ít ớt các bạn. Lấy thêm lọc tương ớt chế thêm vào. Tí xào cho nó thơm. Vừa thôi chả nhiều quá tí lại chan. Từ từ. Thế. Ủa, bao à? Ngọt lắm anh em ơi. Ai sổ. Tương ớt à. Nguyên ớt mấy loại tương ớt anh em nha. Anh em có thể tôi cho thêm sa tế các bạn nhá. Tăng độ khó ui ui. Thôi thôi, cay lắm. Để bóc món này ra để xong để thôi đổ hết ra ngoài rồi. Ngon nhỉ? Đã xào được mà ngon. Đây là ngô Mỹ các bạn. Đây là bát sốt. Đây các bạn nhìn này. Hoàn hạt ớt với lại ớt tươi. Ớt tươi tươi này. Vậy anh em tôi đây, đi vào xào các bạn nhé. Bây giờ cho chảo lên để nó khô chảo cho dầu vào. Thêm tí nào. Thôi. Này lắm rồi. Sống lên cả mũi. May quá mấy hôm nay bị xịt mũi anh em ạ. Mùi hạt kinh. Nên nó mùi cay nó không ấy mấy. Hả? Đang dịt mũi. Nhưng mà mình yêu và cay thì đừng hỏi đúng không? Ê, sao hết cả mũi. Mùa. Này nó không có mũi anh ạ. Hả? Hả? Thì ngang không đi được. Dầu quá không tí. Anh bật to ra lên. Ừ. Dầu tươi cay lên. Đây là tôi mặc phải sẵn này là tương ớt. Còn tương ớt siêu cay luôn. Tương ớt gọi là siêu cay nhất Việt Nam. Đấy. Được rồi anh ạ. Siêu cay. Nóng là tôi cho xào nhé. Chắc sẽ bỏ mức nước. Nước. Ôi trời, bỏ tinh nhau ngủ đâu. Chú để yên đấy. Chứ cho nhiều. Đã hiểu cũng nhiều thì xào bao giờ xong thì chưa rồi. Xào đi anh, xào đi anh. Ủa, phát lên luôn. Ôi, tự nhiên. Nhìn này thèm thật. Siêu cay anh em ạ. Hôm bây giờ ai cho 10 triệu ăn hết một bát này tôi ăn luôn. 10 triệu ơi, ăn siêu cay luôn. Ăn hết một bát này chắc là ngô này cũng nhiều nước các bạn. Cho phát được thì xịt nước luôn. Bát này mà ăn mà xong chắc đi viện, chắc cấp cứu, chắc kìm. Đúng rồi, cái gì? Được rồi. Đây. Phải cho thêm tí mắm muối không nhỉ? Không, không cần cho đâu. Cho nguyên canh thì nhá. À, cho, không, cho thêm tí bột canh vào. Cho thêm tí bột canh vào cho nó đỡ. Làm tí cucumi. Cho thêm quả nước vào. Nào rồi, mặn. Không, không mặn đâu.
một gói bông canh mà bếp về bé thế nhở, bé bé quá. Tí luôn, tí nhá. Này, này thì cứ đây, cứ đây. Hôm nay để anh phục vụ luôn, thấy nhá. Hôm nay chịu khó đầu bếp thế. Trước tiên là phải xào chín ngô các bạn, sau đó cho nước sốt vào tạt cùng một lúc thôi, xong là cho ra. À, phải nước sốt. Sốt. Ớt. Tương à đâu? Tương ớt với lại ớt không sốt. Ai bảo sốt? Gọi là. Thêm tí cà phê thôi. Ớt siêu cay anh em ạ. Đây là nguyên ớt với lại siêu mơ tương ớt nha. Ớt với lại tương ớt. Tí mà ơn này chắc làm từ bằng quả ớt ra nhỉ? Chắc là... Ừ. Nó hơi... Nó chắc khôn khôn như thế. Cái loại này loại siêu cay đúng không? Đọc anh em tôi đóng ăn cá chiên này. Gọi... Cay... Cay gọi là cay. Hay là cho tôi một tí của anh nhỉ? Thú tươi! Ê! Hay là mấy chỗ cay đi? Một tí đâu? Cho ít thôi, cay nó quất được. Thôi. Tẩy cay lắm rồi. Bây giờ cho ớt với lại tương ớt, tương cay các bạn nhé. Yeah. Úi sợ. Úi dồi ôi. Cay ngược hỏi luôn rồi. Ai dồi ôi. Ghét cho bằng hết. Ghét máng à thầy? Ghét máng anh? Tí cho em quyết to ra bát này là liếm luôn. Ghét máng nhờ, ghét máng lợn nữa. Quay. Các bạn thấy mỏi ớt lên chưa? Ớt siêu cay anh em à. Quá cay luôn. Bắt đầu luộc màu đỏ. Này vẫn thiếu anh nhỉ? Thay cho thêm tí ớt nữa nhỉ? Đúng rồi đấy. Để anh chế biến. Đảm bảo màu của chú toàn màu đỏ luôn. Cho thêm tí đi. Đỏ như đến ngày luôn. Cho thêm tí đi. Nào. Cho hết đi. Cho hết anh em ạ. Nào, đã hết chai luôn. Đã hết chai. Ui, cho hết chai này đi. Thôi, cải lắm. Thịt ngon à? Vừa ngon à? Ra vặt mấy cọng hành quá rồi. Làm tí nhìn nó hơn. Cái gì anh? Vặt hành đi. Vặt hành đi, hành lá. Quên ra ngoài rồi. Đỏ hết luôn cả lọ này. Đâu, thay không? Rửa mặt. Rửa đi. Chín rồi. Nhà không thiếu người không rửa anh em ạ. Ôi. Anh ơi, kéo đâu nha. Ồ, chú đại anh. Vật tay. Vật tay. Bỏ mang đĩa đây. Đi ngoài. Rồi các bạn, bây giờ cho khay nhá. Tôi ra khay anh em nhá. Kéo cắt hành đi em. Không cần phải kéo đâu. Đừng, cắt mới đi. Vật tay chuyên nghiệp luôn. Nhìn ngon chưa?
Cẩn thận chưa? Bạn cay thế. Nào, bạn hành lên đây. Bạn hành lên đây. Từ từ, đưa hành lên. Cay thế. Cay quá. Để thêm phần hấp dẫn làm tí hành cho em Quyết nó ăn các bạn. Chua chi cái gì? Mẹ. Chua chi. Nãy mình nếm mới bảo vừa ăn thêm. Sản phẩm tôi vừa xào xong nhá. Còn cho thêm ít hành cho nhìn nó hấp dẫn cho em này, đây trộn lên rồi nó thơm này. Thơm phức luôn. Ôi. Thế thơm phức luôn. Thơm ạ, không cay đâu. Thơm. Bây anh à, em ăn hết đống này anh cho em 1 triệu. Chơi luôn. Chơi luôn. Hôm nay tôi ăn hết đống này lấy 1 triệu luôn. Này đáng bí quá. Bí còn đúng triệu. Thôi đấy. Vừa đẹp chả. Ôi trời ơi, vừa đẹp luôn. Thôi thì trước cho tối nay chú đi chơi Noel rồi anh thương chú. Hết Noel rồi. Tối nay vẫn chơi được. Tối nay còn Noel nhỉ? Vẫn còn, vẫn nô được. Thôi. Ôi chén đi nhá. Noel. Anh thương ơi, vớ đi này. Ăn đi đã. Cảnh lắm. Mời anh em chén nhá. Ôi, nguyên ớt này ăn đi. Ngon không? Không cay mà ấy nhỉ? Ngon nhỉ? À không cay. Lúc nãy chú bảo nước sốt vừa mà. Đầy vãi cơ. Anh vẫn ngửi nguyên đấy, nước sốt vẫn thế. Ê, hay ăn thêm. Hay vặt luôn rồi. Úi. Đây, bên cạnh có cây ớt thì thích ăn thêm các bạn. Đấy. Anh toàn chơi khó em. Khó đâu mà khó, 1 triệu dễ thế này. Để ngay trước mắt chú. Cái lắm anh ạ. Nguyên tương ớt mới lại ớt không đều, ớt vặt đều. À ơi. Ôi. Nó lại rớt kìa, ủi phi. Ngon thế. Té. Ngon mà. Chú nhìn làm gì, anh đầu bếp Dai U mới làm được món này đấy. Chú nhìn nhá. Quá tuyệt vời luôn. Làm gì ai nấu ngon được như anh. Đây là có mấy lạng. 5 lạng ngô. 5 lạng ngô mới cùng lắm thêm 2 lạng ớt nữa mấy. Nhìn thèm quá anh em. Nhìn hấp dẫn. Ngon. Ba ơi, cay quá anh em ơi. Ngon em. Ngon, cố lên. Ngon. Chịu khó đấy rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Càng quá. Càng quá anh em ạ. Càng quá. Cho em xin luôn cái quá anh em ơi. Nước á? Nào phải xin nước. Có gì mà phải xin nước. Cay. Nước mắt. Cay gì? Đúng điều. Anh ăn mới ngon rồi. Bây anh han hết đồng này thì em cho anh 5 ly. Hả? Anh đang thách Tú. Tú đã chịu thua đâu? Chịu thua. Lại chịu thua. Nhưng phải nói thật các bạn, món này cay. Lúc nãy thằng em ra ngoài, tôi vừa cho thêm lít nữa. Hết chai tương ớt siêu cay luôn. Đã hết luôn cả chai tương ớt thường. Cay mùi hăng quá hăng luôn. Cay quá anh em ạ. Đây ớt tươi các bạn nhìn. Ớt tươi. Ớt tươi. Toàn ớt tươi. Thôi hôm nay tối nay chú dẫn bạn gái đi chơi, chú khó tự xì tiền. Anh tiền đây, cầm tiền về đầu tư bạn gái anh. Được, ok luôn. Chú phát biểu cảm nghĩ rồi. Món anh nấu ngon không? Quá ngon, nhìn hấp dẫn. Ngon. Ăn sướng không? Phê không? Cay. Phê chứ. Đau hết cả ruột rồi. Phê hết buổi chiều hôm nay anh em ạ. Như vậy là hôm nay thử thách thằng em Quyết ăn tương ớt siêu cay không thành công các bạn ạ. Anh em Quyết không thể lấy được 1 triệu đồng của tôi. Hôm nay thử thách của chúng tôi kết thúc tại đây các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ và đặt lại thử thách cho chúng tôi để chúng tôi sẽ thực hiện những thử thách tiếp theo nhé. Đặc biệt là những thử thách về siêu cay. Xin chào anh em nhé. Chào anh em nhé.